Đồng tiền nào có giá trị cao nhất thế giới? Đó là đồng dinar của Kuwait, đổi được 3,26 đô la Mỹ tương đương với 75.000 Việt Nam đồng. Đồng tiền nào có giá trị thấp nhất Đông Nam Á nếu so với đô la Mỹ? Đó là Việt Nam đồng của Việt Nam, 1 đô la Mỹ đổi được gần 24.000 Việt Nam đồng. Thấp thứ gì? Đó là đồng kíp Lào, 1 đô la Mỹ đổi được 17.200 kíp. Thấp thứ ba. Đó là đồng rupiah của Indonesia, 1 đô la Mỹ đổi được 15.000 rupiah. Thấp thứ tư. Đó là đồng riel của Campuchia, 1 đô la Mỹ đổi được 4.000 riel. Cái đồng tiền Việt Nam thua cả Lào, thua cả Campuchia á? Thế em có muốn sang Lào và Campuchia sống không? Ôi giời ơi, em sang Mỹ rồi mà anh. Này, mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé.